Trời Mới Channel. Chúng ta sẽ đi tiếp vào cái chuỗi series về những cái TikToker trên cái mạng xã hội TikTok hiện nay gây rất nhiều cái sự, mang lại nhiều cái sự rất là lố bịch mà dành cho cái lớp trẻ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý khán giả cái bài số 2, đó là những trò kiếm tiền bẩn trên TikTok. Bài này được trích trên hồ sơ Interpol của báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thế giới. Với sự phủ sóng ngày càng rộng, sức ảnh hưởng ngày càng lớn của TikTok tại Việt Nam, đặc biệt là khi TikTok Shop ra đời, đã có nhiều cá nhân sẵn sàng làm mọi cách để đưa khách hàng về cái trang bán hàng của mình. Họ dùng đủ chiêu trò để kiếm tiền trên nền tảng này, như là khoe thân, thậm chí còn phát tán cả những cái clip sex. Ta nói về cái phần thứ nhất, đó là dùng mọi chiêu trò để bán hàng. Một số liệu mới nhất từ báo cáo kỹ thuật số 2022 của tổ chức We Are Solace Việt Nam, hiện có hơn 39,9 triệu người dùng TikTok trên 18 tuổi, tức là hơn 55% dân số người dùng Internet tại Việt Nam. Còn theo kết quả khảo sát từ các báo cáo của The Season Lab 2022 hay The Connected Consumer quý 4 2021, thì TikTok đã chính thức vượt mặt Instagram, nằm trong top 4 nền tảng mạng xã hội phát triển nhất tại Việt Nam, coi như là phổ biến nhất tại Việt Nam luôn. Cụ thể là chỉ trong năm qua thôi, TikTok đã tăng trưởng một cách khủng khiếp về người dùng ở mọi thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ thuộc Gen Z, có nghĩa là họ sinh từ năm 1997 đến 2012, đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng TikTok với con số tăng trưởng gần đến 40%. Các bạn thấy nguy hiểm không? Cái lớp trẻ gọi là thuộc Gen Z, có nghĩa là lớp thế hệ vàng từ năm 1997 đến 2012, thì họ đã dùng TikTok 40%. Ta thấy hình ảnh, trên hình ảnh các bạn nhìn thấy, đây là hình ảnh các cô gái này. Họ sẵn sàng không ngại quay những cái clip mà nó có nội dung một cách rất là tục tiểu để câu view. Với những tính năng hấp dẫn như là lưu trữ những cái video dạng ngắn, cung cấp ứng dụng chia sẻ video ngắn, nội dung ban đầu của nó chủ yếu là hát nhép, khiêu vũ hoặc ghi âm các cái hình dáng lạ mắt và các hiệu ứng khác. Đặc biệt là vào tháng 4 năm 2022 thì TikTok bắt đầu mở cái ứng dụng bán hàng gọi là TikTok Shop. Thì ngay lập tức cái nền tảng xã hội này đây đã trở thành một cái mảnh đất mới cho những nhà sáng tạo nội dung kim kinh doanh đa hạng, kinh doanh đa dạng kênh bán hàng. Và đã có rất nhiều người tận dụng cơ hội này để bắt đầu khởi nghiệp. Thế nhưng sau vài tháng thì đã xuất hiện nhiều hiện tượng câu view mà nó gây tranh cãi một cách gay gắt trên mạng xã hội. Ngay khi mà TikTok bắt đầu mở, ngay khi có TikTok Shop, thì chị Lê Thu Hằng, một chủ tài khoản Bình Minh, đã bắt đầu nổ đơn với 100.000 người theo dõi. Và chị nhanh chóng có được những đơn hàng cho mình. Cơ duyên đến với việc bán hàng trên TikTok của chị Hằng cũng rất là vô tình. Từ làm chơi chơi, giờ đã trở thành công việc chính. Chị kể, một người bạn am hiểu về TikTok có nói, với lượng người theo dõi như hiện nay mà không bán hàng thì quả là phí. Từ đó tôi nghĩ đến việc kiếm tiền trên đây. TikTok Shop mở gần đây thôi và tôi cũng là một trong những người tham gia khá sớm trên cái nền tảng này. Và cũng theo cái chị Hằng này nói thì bán hàng trên TikTok Shop rất thuận tiện và dễ dàng cho cả người bán lẫn người mua. Nhờ tính năng mua bán trực tiếp đưa ra nhiều ưu đãi, khuyến mãi liên tục, giảm giá, miễn phí vận chuyển thường xuyên v.v. Chính vì thế đã thu hút rất nhiều người đến với kênh này. Chị nói thêm, nhiều người trong các hội nhóm đang đánh giá TikTok Shop như là một cơn bão hút hết người dùng từ các nền tảng trang thương mại điện tử khác đổ dồn về. Mục đích ban đầu của chị Hằng cũng chỉ xem giải trí, thỉnh thoảng mới hoạt động vì công việc của chị khá là bận rộn. Tôi được nhận thông báo shop của mình sẽ có đội ngũ hỗ trợ từ TikTok vì tài khoản uy tín và có nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn. Đây cũng là động lực để tôi mở rộng kinh doanh với các sản phẩm đa dạng hơn nữa. Và chị Hằng cũng tiết lộ hiện tại sản phẩm chị đang kinh doanh gồm có quần áo tập thể thao,
dụng cụ tập tại nhà và mỹ phẩm. Sắp tới chị Hằng cho hay mình sẽ mở rộng mặt hàng kinh doanh thực phẩm hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, mọi thứ phải hoàn toàn màu hồng và dễ dàng. Chị Hằng phải thường xuyên nâng cấp các video của mình để thu hút khách hàng, đặc biệt là nhiều clip được làm công phu nhưng lại vi phạm điều khoản bị gỡ, đăng sản phẩm không được phê duyệt. Nhiều nhà bán hàng trên TikTok đều cho rằng việc quan trọng nhất là để kênh được mọi người chú ý thì chủ kênh phải có những video thu hút được nhiều người dùng. Đó có thể là nội dung liên quan đến giải trí, hài hước, kiến thức, kỹ năng trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng. Nhưng nếu người sáng tạo chỉ làm những cái video bình thường thì không thể nào thu hút được cái người khác, thì cái lượt quan tâm tương tác nó sẽ kém, khó bán được hàng. Và chính vì thế cho nên các doanh nghiệp, các chủ cửa hàng họ tham gia vào sân chơi TikTok. Một số người đã lợi dụng để sản xuất những nội dung mà nó vi phạm chuẩn mực đạo đức, sức khỏe, gây hại hoặc phản ứng tiêu cực đến người xem nhằm mục đích tương tác và lượt xem. Thì các bạn nhìn hình ảnh này, bạn thấy những cô gái này không ngại quay những video clip mà nó có nội dung rất là tục tiểu. Như một tài khoản TikTok có tên là Ly Giang với hơn 1 triệu lượt người theo dõi thường xuyên nhận những ý kiến trái chiều về nội dung trên của mình. Người dùng này nổi tiếng với những thử thách như là ăn ớt cay xé lưỡi, ăn ớt với tần suất khác người và ăn cay cấp độ ngày càng mạnh từ nhiều cái loại ớt cùng một lúc. Chủ tài khoản cũng thường xuyên livestream ăn cay, dù nhận về bão dư luận từ cộng đồng mạng nhưng lại có tới vài ngàn người xem. Ly Giang cũng đã mở cửa hàng ứng dụng này để kinh doanh. Một số đối tượng khác cũng lợi dụng lòng thương người, họ làm những cái clip như là xin ủng hộ mua hàng bởi vì những gia cảnh gặp chuyện khó khăn, người thân bệnh tật để hút khách mua hàng của mình, bất chấp việc làm đó là câu view. Cho nên họ nhận rất nhiều phản ứng gay gắt từ người xem. Có một điều đáng nói hơn nữa, đó là có nhiều người không ngại có những video mát mẻ, ăn mặc hớ hên để thu hút người xem. Như trường hợp của chị Minh Tê, TikTok của chị có tới 500.000 lượt thích. Nguyên nhân là những video của chị Tê khá là hấp dẫn, chủ yếu là những video nhún nhảy theo điệu nhạc, đồng thời lại khéo léo để mà khoe ra những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Mục đích là gì? Mục đích chẳng qua cũng chỉ là để thu hút người xem và theo dõi, đồng thời quảng cáo và kéo họ về cái trang bán hàng riêng của mình. Chị Tê chia sẻ, em có nhận hợp đồng với một trang bán hàng như cửa hàng bán đồ lót trên Shopee, một số mặt hàng mỹ phẩm làm từ thiên nhiên, dịch vụ quà tặng v.v. Chính vì thế buộc phải có những video hấp dẫn để lôi kéo người xem, dẫn dụ họ đến các trang bán hàng. Đây các bạn thấy đây rõ ràng là những cái chiêu trò rất là bẩn. Chúng ta cũng chẳng khó khăn gì để tìm kiếm được những trang TikTok có nội dung tương tự như của cái chị T trên. Chỉ cần lên TikTok xem bất kỳ một video nào nhún nhảy ăn mặc hở hang thì TikTok họ sẽ ngay lập tức đề xuất trên trang của bạn những video tương tự như trang TikTok của Linh My. Có tới 300.000 người theo dõi, gần 3 triệu lượt thích, cũng chủ yếu vào những cái clip mà khoe mông, khoe đùi. Như vậy có thể thấy những trang TikTok này không cần quá đầu tư. Họ chỉ cần ăn mặc hớ hên sau đó nhảy theo điệu nhạc. Đơn cử như một video trên trang của Linh My có nàng quay cảnh mặc váy ngủ nằm trên giường khách sạn cũng đã thu hút được 5 triệu lượt thích, hơn 4.000 bình luận. Mục đích đăng sau những clip ấy chính là bán hàng. Cái mục đích họ chỉ làm những chuyện gì để bán hàng thôi. Tăng lượng khách theo dõi. Linh My ghi trên trang giới thiệu của mình là chuyên bán thực phẩm tăng cân, giảm cân, tiêm filler, poster trị mụn, bán kem trắng da, kèm những cái đường dẫn đến những cái trang Facebook. Việc đăng những clip như vậy không chỉ giúp Linh My quảng bá hình ảnh cá nhân mà còn cả một cái dịch vụ bán hàng mà không tốn bất kỳ một phí nào. Đồng thời những tương tác trực tiếp xem video cũng giúp cho cô nàng này kiếm được không ít khách hàng mua sản phẩm của mình. Ta qua phần thứ hai. Phần 2.
TikTok đang bị quá nhiều những cái dịch vụ đen lợi dụng. Bên cạnh việc khoe thân để câu view phục vụ quảng cáo bán hàng, nhiều người còn kiếm tiền nhờ lập các nhóm kín tung dịch vụ người lớn. Một trang shop người lớn trên TikTok với những hình ảnh hấp dẫn hở hang, với hàng triệu lượt thích dẫn người xem về đường link chuyên bán đồ chơi tình dục, thuốc kích dục. Trên trang này viết, anh chị nào quan tâm đến đồ người lớn hãy click vào link dưới đây. Sau đó sẽ có một nhóm kín có tất cả những đồ bạn cần, với giá cả phải chăng, đa dạng về hàng hóa và chất lượng thì khỏi bàn. Shop sẽ tư vấn nhiệt tình và ship tận tay người mua, đặc biệt là kín đáo. Thì ta thấy rõ ràng, nhìn cái hình ảnh này các bạn thấy là với lượng người sử dụng TikTok ngày càng nhiều ở Việt Nam, thì những cái nội dung mà phản cảm, thiếu kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cái giới trẻ của chúng ta. Không chỉ như vậy, rất nhiều tài khoản TikTok được tạo ra nhằm dẫn dụ người xem đến những cái trang 18 cộng, những cái nhóm chat sex hay các ứng dụng xem video người lớn. Tại đây người xem có thể thỏa thích ngắm hình ảnh các cô gái sexy với những dòng chữ tải app vào xem em show, vào xem chỗ kín miễn phí nhé nhé, vân vân. Cứ như vậy là người dùng sẽ được dẫn dụ đến các hội nhóm, nhóm chat sex trên nhiều nền tảng ứng dụng khác nhau. Và tại đây sẽ cho một các bạn thấy là một tràn ngập các video hình ảnh sex với đủ thể loại, song hành cùng hoạt động kiếm tiền trực tiếp giống như là mua bán dâm, chat sex giữa các thành viên. Thậm chí nhiều nhóm còn có thêm tính năng cao cấp hơn là xem video sex độc, live stream sex nếu người dùng chịu trả phí. Quá kinh khủng phải không bạn? Nó còn live stream trực tiếp sex luôn. Như vậy ta thấy là TikTok không chỉ bị lợi dụng để kiếm tiền qua các dịch vụ đen. Những cái ở trên tôi vừa nói với các bạn, đó chính là những dịch vụ đen. Như vậy TikTok không chỉ bị lợi dụng để kiếm tiền qua các dịch vụ đen, mà còn có cả những dịch vụ vô cùng đặc biệt. Đó là dịch vụ Sugar Baby. Một trang có tên Sugar Baby trên TikTok còn dẫn dụ người xem để một trang web chuyên cung cấp dịch vụ Sugar Baby tại Việt Nam. Và qua tìm hiểu thì đây là một trang có rất nhiều hình cô gái kèm theo tên và nơi hoạt động. Trên đây lại có ghi hướng dẫn, vì lý do an toàn và kín đáo cho cả hai bên, các anh trai hãy bấm vào kết bạn và làm theo các bước để được nick Facebook của các baby. Sau đó hãy chủ động nhắn tin làm quen với các baby, vân vân. Có rất nhiều người phản ảnh TikTok hiện nay là một cái mạng xã hội đang có quá nhiều vấn đề. Nó còn là nơi để cho các hoạt động lừa đảo hoành hành. Cụ thể là nhiều đối tượng quảng cáo dịch vụ kiếm tiền, việc nhẹ lương cao bằng nhiệm vụ, thích theo dõi các kênh TikTok. Theo đó mỗi nhiệm vụ được trả công từ 5.000 đến 10.000 đồng. Sau 5 nhiệm vụ đầu tiên, người thực hiện được yêu cầu nạp tiền vào số tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ để được nhận tiền gấp đôi. Lần đầu người thực hiện sẽ được trả lại, nhưng lần sau đó thì số tiền nạp lại lớn hơn, kẻ lừa đảo sẽ hiện nguyên hình và biến mất cùng số tiền nạn nhân đã nạp. Trên thực tế thì đã có không ít người nhẹ dạ cả tin và trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này. Đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình. Ông cho rằng việc sử dụng mạng xã hội, cụ thể là TikTok, chẳng khác nào là con dao hai lưỡi. Nhận xét về những trò bẩn đang diễn ra trên TikTok nhằm mục đích kiếm tiền thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, một chuyên gia xã hội học cho rằng việc sử dụng mạng xã hội hiện nay như là một con dao hai lưỡi. Ngoài việc giải trí, tiếp cận thông tin, xây dựng thương hiệu, kiếm tiền thì nó còn có những tác dụng phụ. Nếu không có cơ chế kiểm duyệt hội hiệu quả thì những sản phẩm rác có thể ảnh hưởng đến người xem, đặc biệt là trẻ dưới 18 tuổi. Theo đó thì những nội dung rác sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức, cảm xúc, thái độ và hình thành các hành vi sai lệch của người dùng. Từ đó về lâu dài sẽ có thể ảnh hưởng đến đạo đức và nhân cách của người xem. Điều đáng nói là khi đối tượng tiếp nhận nội dung chưa đủ tuổi thì lại càng trở nên nguy hiểm. Cũng theo ông Trịnh Hòa Bình thì một số biểu hiện tâm lý nhận thức người trẻ có thể gặp phải khi liên tục họ lại tiếp nhận những cái nội dung độc hại, đó là nghiện sử dụng mạng xã hội.
Họ sẽ không dành thời gian cho vấn đề học tập, phát triển bản thân, làm việc hoặc xây dựng các mối quan hệ. Về lâu dài, các hành vi không chuẩn mực sẽ có tác động và làm thay đổi đạo đức, nhân cách của người sử dụng. Ngoài ra, việc truyền thông quảng bá cho những sản phẩm kém chất lượng sẽ gây hại đến sức khỏe của người mua và các sản phẩm đó. Thì các bạn thấy rõ ràng đây là một cái hiện tượng vô cùng nguy hiểm cho xã hội của chúng ta. Thật sự là cái mạng TikTok hiện nay nó ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Nó thể hiện ra một cái sự suy đồi về đạo đức, và ngày càng ngày thì thế giới trẻ những cái chiêu trò mà kiếm tiền bẩn này sẽ làm hại tới nhân cách và những cái phát triển của những thế hệ trẻ. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ kênh. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, và bây giờ xin phép chào tạm biệt.